Mấy đơn nhỉ? Thôi mình có một đơn đi ấy, chắc như thế thì tin tận chiều. Cạp đầu vậy đâu Huyền, cái bà hôm tới hôm 30, cái bà ngày 30 nhà thuốc số 30 thì đơn bao, đơn 30 là nặng hơn mình 70 cân. Chắc là họ còn hàng vận chuyển đúng không? Nếu mà gửi ở cây xanh Vạn Thuận ấy thì có được miễn ship không nhỉ? Lần trước là chị ấy không miễn ship, lần này nó thấy tích. Tích nó bảo tích không đấy. Lần trước tao nhắn không thấy tích. Tôi không thấy mai xuân cuối của tôi đâu rồi.
chết rồi, những thứ gì không có chết chắc chúng mày. Chưa chụp xong mong chờ là chưa chụp xong hoàn thành rồi mà. Có ít thế này là sao mà để các em chị này đâu vấn đề của Trang đâu mấy thôi chờ đi rồi không cần đến anh nữa. Bỏ qua vấn đề của mình em, nếu mà mai có người lại hỏi lại vấn đề ấy, thì anh em phải trả lời thôi. Anh không trả lời nữa. Em cứ liên nó luôn. Nào ai dám, tất nhiên là anh không trả lời nữa rồi. Ôi trời ơi. Em mày ơi, tao không xem được hàng của bà kia. Tao muốn thử xem được hàng bà kia quá. Bà nào? Bà đây mà vừa nãy cứ xem đi. Người ta tự lên dạo đây khoảng người ta tự đến với khẩu. Tò mò quá, tò mò quá. Trời ơi, anh ơi. Anh đấm đấm đấm. Tao không biết mày like đâu mà đấm mày lo. Cái bà kia của tao, tao không dám gọi nữa, là mùi chua. Chắc 2 giờ rồi gọi nó gọi đấy. Mua lên mấy lọ kê tôi nhỉ? Sao về sớm thế? Chị về đặt ôn, ôn gối đi hết mà. Cơm chị hò quên cái gì nó nhiều chút mua còn lầm mắt. Ê.
có mua lại thuốc kê đơn không ấy, chị bán rẻ cho. Không, ở nhà em làm nhân viên, em biết gì về chuyện nhập hàng đâu mà em mua lại. Bà đi lấy hàng gì chứ? Nhiều. Sao sao cái nhà không thảo ấy, họ lấy một phát một lúc lên cũng đẹp, lên một kim sợi lên một đôi. Chắc là kiểu người ta tự chú á, người ta mới lên đó, người ta xích đi. Mà bà này toàn lên đêm, bơm buổi đêm thôi nhá, tầm 11, 12 giờ ấy. Sao lúc đấy con ngủ nhỉ? Tầm đấy người ta cứ tọa tháo thứ xong người ta có thể... Nhà này đóng cửa sớm nhá. Ơ, sao chị biết? Nhà chị không? Quên. Thế sao bảo với chị mai để nhà giúp chị Thảo? Ừ, xong thì tự nhiên nói chắc gì. Chị có nói chuyện với mình bao giờ không? Chị gì nói chuyện với mình bao giờ? Chị nói chuyện với... Chị hay nói chuyện với cái thằng Phương thôi, còn bằng cái bạn Thảo thì chị không. Cái bạn đấy nói cho nó sắp tâm đến cô ấy, rồi cũng không dám nói chuyện đâu. Bà có tiếng lắm. Bà tiếng lắm. Hôm mấy tuổi rồi chị? Tuổi hết chưa? Thank you.
sẽ ok. Có cái gì? Không biết giá, không cửa, lại hết. Hôm trước là hôm nay, nếu mà tao bảo là hết xong rồi tao bảo là cúi nhặt cho em một lọ đi xong rồi hỏi xong rồi xem, ừ, lại lên bằng này nhé. Xong rồi báo người ta bảo, ừ thôi lấy tạm em một, không sao chứ. Lại, em ơi ngày mai hàng này mới có về, xong rồi tao bảo ông là thôi hết mấy ăn. Anh nói chậm quá hết mấy ăn, còn mức thứ nhất anh lấy chậm chút chậm quá hết. Đòi nợ kìa. À đòi vào lượng. Với một cháu săn thì không gây rú. Chúng tôi phải lừa. Chứ mà lần xong cho mình nó lừa đảo. Không phải đâu. Cháu săn tìm rồi mà. Rõ ràng mà cháu săn không lấy chú mà cháu phải bác sát như vậy. Sao đòi nợ? Ê, thế mà cái này không kiểu sửa lại cho người ta.